Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ chút thời gian để đi xem bộ phim Lật Mặt ba chàng quyết. Một lần nữa ekip đoàn viên cùng tất cả các diễn viên xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ông chết hết chưa? Và bây giờ các bạn hãy lắng nghe một đôi lời tâm sự từ đạo diễn Lý Hải. Tận trái tim á nha. Các bạn xem phim có hay không mà? Cảm ơn những tình cảm của tất cả các bạn đã dành cho ekip phim Lật Mặt. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng rằng nếu như mà các chị và các bạn xem phim cảm thấy hay thì có thể về chia sẻ tình cảm này cho bạn bè hay hay đồng nghiệp, mỗi người một chút để có thể xem phim ủng hộ bộ phim Lật Mặt để Lý Hải có thể bao thu hồi vốn có tiền làm tiếp một bộ. Và tiếp theo xin mời anh Quy Khánh. Thấy gì không? Hôm nay làm không có ai hết vậy. Sau cái phim này xong thì Huy Khánh đi đâu cũng có lợi hết. Tại vì mọi người không có để ý tới mình hết, rất là thoải mái, muốn nhìn. Ngày hôm nay khi mà thấy rạp mà khán giả ngồi tận hàng ở dưới cùng này thì Huy Khánh rất là vui. Không biết các bạn ngồi dưới đây coi có bị mỏi mắt không? Có. Vậy thì suất sau mình mua vé sớm bên ngoài chơi. Mọi người nha. Thì ngày hôm nay đoàn phim Lật Mặt tới đây giao lưu với các bạn có những cái phần quà rất là ý nghĩa để gửi đến các bạn. Để cảm ơn các bạn đã xem phim Lật Mặt. Nhưng mà vì quá nhiều khán giả cho nên nó không có nhiều quà. Mình sẽ có những câu hỏi đặt ra, ai trả lời đúng sẽ được quà. Bạn nào nhanh tay thì sẽ được quà. Câu hỏi đầu tiên sẽ do Song Luân đặt ra. Đúng rồi, câu hỏi đầu tiên do diễn viên Song Luân. Ai biết giơ tay nha, đừng có nói lên. Không, đừng nói, bây giờ nói đi. Bây giờ ra dấu thôi, ai hiểu vậy luôn hả? Anh nói giỡn, đúng em rồi, nói đúng đi. Rồi. Em ra dấu tới chiều luôn. Ra dấu đi, khách giả giỡn. Mà hỏi mọi người là trong bộ phim là lúc mà Luân đi qua bên chỗ nhà kế bên để xin một cái thứ gì cho cái nhà bên này. Chị Hiện Kim rất là cao. Rồi ok, mời anh lên đi qua. Rồi câu thứ hai mời gã đoàn ạ. Trẻ đế quán quà. Đẩy đi nha. Cảm ơn em. Rất là nguy hiểm bởi vì là những cảnh lái xe toàn là do diễn viên mình tự đóng và không nhờ cascader. Không, anh ở ngoài thì rất là tuân thủ luật lệ giao thông nên là không dám liều mình như vậy. Ông chết có thiệt không anh? Thiệt em, anh có muốn thử không? Đó đi. Thế bây giờ anh sẽ có một câu hỏi và một phần quà trên tay anh. Câu hỏi gì ta? Hết giờ, hết giờ. Rồi khán giả nói bụng. Lẹ lên. Giả sử anh hỏi là đạo diễn phim này ai đi? Trong trong phim nhóm giang hồ bị mấy con vật rửa rượt. Anh hỏi một câu khác. Trong phim có bao nhiêu con vật và kể tên những con đó?
đi qua mà. Đấy, mời bạn nào xanh. Bạn biết hát lại đâu. Mấy con em, có mấy con. Còn mấy con. Mấy con bạn. Dài. 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 Con gì? Con rắn, con bò. Con heo. Con heo. Tôi mang giày số mấy? Ta cười, ta cười quá cười. 37 41 trong bộ phim này có cảnh nóng không? Có. Tao vừa giơ tay là hết biết rồi. Rồi, có nghe nóng không? Thấy mờ mờ. Hai. Em. Ơi, chính xác. Cảnh đó là cảnh nóng đúng, cái đó không phải là hung nhau. Cái đó gọi là đá cá. Hai phút. Câu hỏi tiếp theo. À, các bạn tập trung nha. Cái đó quà đó không thuộc về mình rồi, tập trung ở đây. Anh Lộc đi kiếm tiền rồi. Anh Lộc cái ngu xe lăn mới. Anh cái bác người dân tộc uống bao nhiêu viên thuốc kích thích? Cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ chút thời gian ra đi coi bộ phim Việt Nam hay nhất. Không có quà em đó. Trước khi mà đàn lật mặt chia tay mọi người thì hy vọng mọi người nếu cảm thấy phim này hay thì về chia sẻ cho những người bạn và bà con. Ồ biết nấu hả? Biết nấu hả kìa? Người ta mới đợi chụp selfie. Rồi cho đoàn phim xin chụp selfie với tất cả các bạn nha. Thấy không hết đâu đúng không? Gần quá. Thấp xuống, thấp xuống, thấp xuống. Thôi che là sao hết rồi. Tự lưng, lưng, lưng. Rồi bạn nào đếm nha, bạn nào đếm đi. 1, 2, 3 chúng ta về nha. 1, 2, 3. Yeah. Mời các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rất là đông vui và đi tới đâu cũng thấy là mọi người rất là yêu thích bộ phim và là cái niềm hạnh phúc rất lớn đối với cả ekip. Nếu mà ví dụ mà đến gặp mọi người mà hỏi mọi người cái mọi người im ru là rất là buồn, nhưng mà bởi đi đến đâu thì mọi người cũng sau khi xem phim mọi người thật sự là rất là thích, thì không có một cái động lực nào lớn hơn là cái động lực này, đó là sự yêu quý của khán giả. Chào mọi người nha, sorry nãy giờ mất mic nhưng không cần. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Cái địa điểm tiếp theo đó là ở Lotte Cộng Hòa. Và sau khi đi Lotte Cộng Hòa thì đoàn ngày hôm nay sẽ đi Cần Thơ. Đoàn ngày hôm nay sẽ đi Cần Thơ nha các bạn. Và các điểm giao lưu ở Cần Thơ thì Hà cũng đã cập nhật ở trên Facebook rồi. Ngày hôm nay sẽ đi tất cả là 6 rạp của Cần Thơ. Thật ra thì đi nhiều như vậy cũng rất là mệt á, nhưng mà vì khi mà mình đi tới đâu mà mình đón được cái sự đón nhận khán giả thì dù mệt tới mấy mà mình bỏ chút thời gian để mà mình đi cảm ơn, gặp trực tiếp được khán giả và cảm ơn mọi người, mình cũng không có ngoại phải đường xa. Bây giờ chắc là
phim nào đi như vậy, tại vì việc mà sắp xếp được ekip và các diễn viên đi thật sự là rất khó, bởi vì mọi người cũng rất là bận, nhưng mà anh em ekip cũng rất là cố gắng để có thể đi giao lưu với lại các khán giả, chứ thật sự là trong những cái mùa lễ như vậy thì diễn viên họ rất là bận. Cho mọi người biết được về chất lượng của bộ phim như thế nào để mọi người có thể ra rạp để thưởng thức bộ phim nha cả nhà. À đây đây là Phi Khánh, đây Phi Khánh có lời đang có 2.000 bạn xem không? À, cảm ơn 2.000 bạn, hy vọng 2.000 bạn mốt coi Facebook Phi Khánh nha. Còn nếu không coi Phi Khánh ra rạp coi Lật Mặt cũng được. Oh,
nãy giờ không có giao lưu được. Tối nay là Hà về Cần Thơ nha. Bạn Mai Hoa ơi, tối nay là Hà về Cần Thơ nha. Mọi người hãy xem lịch ở trên Facebook của Hà đã đăng rồi. Có gì mọi người cứ xếp đến để giao lưu với đàn phim nha. Rồi. Chút nữa Hà xuống Cần Thơ thì Hà sẽ livestream cho cả nhà nha. Còn cái lịch đi giao lưu ngày 26 và ngày 28 nữa thì khi nào có lịch cụ thể thì Hà sẽ post lên bay cho mọi người xem nha. Bye bye cả nhà nha. Nếu mà ai chưa đi coi phim Lật Mặt thì tranh thủ nha. Và ai mà đi xem rồi thì mọi người nhớ hãy chia sẻ cảm nhận của mình lên trên Facebook cho tất cả mọi người đều biết được cảm nhận của mình nhé. Rồi thôi bây giờ Hà sẽ lên xe để đi qua cụm rạp Lotte Cộng Hòa. Chúc mọi người một ngày nghỉ lễ thật là vui. Và chiều nay thì Hà sẽ về đến Cần Thơ, Hà sẽ tiếp tục livestream cho mọi người xem nha. Bye bye. Anh Hải chào cả nhà một tiếng anh Hải. Hải bye cả nhà một tiếng. Bye bye cả nhà, chút xíu gặp lại sau nha. Chúc mọi người vui vẻ.